game đi các bạn ơi, chơi game đi. Nào, hôm nay big update thì chúng ta cùng ngó qua quả cầu may mắn nhá. Mới update loại quả cầu may mắn đúng một loại thôi, đó là CPS 2020 gồm có M14 và M14 Silent, AWM, Mouser và cuối cùng là Cookie. Có qua cửa hàng cái coi. Tập luyện chăm chỉ không ai có khả năng bắn tốt ngay từ đầu. Chính xác. Cái này đúng 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 đúng. À, mình làm tí đi các bạn. Sử dụng phiếu may mắn chứ. Tội gì. Nào, 36 phiếu vào đi. Chắc chắn là phải ra được một món. Yes. Tôi đi cất đi. Tao cần lục với cả quả ma. Trời ơi. Em làm 50 lần nữa cho cẩn thận này. Tôi cần thêm một con quắm và một con lục nữa thôi. Với 50 quả này mà không ra là thôi chúng ta chia tay. Anh ơi đừng nghiện nữa. Đừng nghiện vãi lồn em ạ. Tại lắc lỗ này. Mà em ơi, mạnh ra không? Lì với tao. 5 quả cuối này tôi nhấp. Không ra thì sẽ chim. Ít vàng, tạm biệt các bạn nhé. Mẹ mày. Bye game nhá, hẹn gặp lại chiều mai. Oh, được 20 miễn phí nữa này. Chơi tiếp. Có là phải chơi luôn. Đéo tin đéo xà. Em lì nhá. Từ để phải tôi ngó qua xem có ai trúng không. Mẹ cho trúng nhiều thế này mà. Mẹ em vô lý. Làm đéo cái chuyện mình không trúng được ta. Vô lý. Đây. Thấy chưa. Cầm tình chưa. Đó. Đó phải như thế. Quả đầu tiên ra luôn đã. Đi mà. Chị sao ăn mòn thế. Mình đi test M14 trước nhỉ. Thì mẹ C4 luôn cho nó nhiệt. Quật luôn. Không nói nhiều. Nào. Wow. Trông đẹp thế. Được đấy. Smoking bomb. Fire in the hole. Ui. Phải phải đạn một chỗ này thì chơi gì. Súng không giật à. Phải lìn ra. Có thể. Ui. Dã man. Được. Ôi, lận. Lâu lắm rồi mình thấy có mau phiên bản mà đẹp như này đấy. Có được quắm nữa à? Được, nhìn đẹp đấy, nhìn đẹp đấy. Xe này được đấy các bạn ạ. Được dã man luôn. Smoking bomb. Flash bomb. Shot. Double kill. Phải đáy ạ. Tưởng có chết rồi mà lấy được cơ. Multi kill. Trời ơi bạn ơi. Fire in the hole. Ultra kill. Ở đây này. Nghe tiếng ngoài bíp mà. Mình vẽ vào trong bê lúc nào vậy. Mission success. Không, tôi nghe tiếng ngoài bíp thật. Chắc nó chạy vào trong đây này. Chắc nó báo bíp kia kìa. Đấy. Chắc nó chạy vào trong bíp nhỏ này á. Nhanh thật sự luôn. Không có.
Con này thủ dâm điều khiển hết rồi. Bắt được hai con chuột này kìa bạn, vãi đái à. Double kill. Bạn ơi. Tôi lên vạ mồm hết này. Multi kill. So. Bật ế như em bán này đi. Có lục mới này, là tí mình review sau đi. Ui đẹp phết này. Ui tâm, cái tâm này cũng đẹp cơ. Cái tâm này giống kiểu tâm ghetto các bạn ạ, đẹp phết. Nhưng mà sửa ráp ra thì nó hơi bị chậm nhá. Ở đấy, nó bị chậm quá. Tôi thấy thế. Con này slap với quắm thì nó còn nhanh nhanh hơn một tí. Nếu mà slap với lục thì bị lâu quá. Để đâu rồi ta? Mẹ ơi. Chạy. Wow. Nó lên cái icon trên này thì cũng đẹp cơ. Bắn quả đánh phép tôi quẩy, tôi quẩy cũng rùa cơ. Em hiểu kiểu gì chứ rùa. Tình người. Thực hiện gì đây Nhật Anh à. Phải tin người mãi cả đài à. Ok, phải đo chuột à. Làm rồi. Cái kè lỗ đấy là sai lắm đấy. Thật ra tôi định bắt cái thằng ở gần cửa này cơ. Cái cửa cống này này. Đéo ngờ là có thằng nó kè sẵn ở chỗ đấy trước ở bên ngoài mít rồi. Về đấy à? Căng thế. Smoking grenade. Đấy ạ. À. Đéo được rồi. Đã trọng trách lại đặt lên vai là smoking grenade. Vai này rồi. In the hole. Flash bomb. Smoking grenade. Phải đái trúng mồm chín tươi à? Em thế rồi kìa.
thôi, thay thay bắn tôi, mình nhìn thấy bắn cũng được này. Nhưng mà địch mẹ thua nó item mà. In the hole. Flash bomb. Double kill. Multi kill. Oh, holy fuck! Come on, come setting. Come on. Smoking grenade. Bắn mệt nghỉ rồi. Tính ở trong đầu lấy hết rồi các bạn ơi. Smoking grenade. Hôm nay mình bị viêm họng ấy, mình nói ít anh em thông cảm giúp mình nhá. Ngồi từ đầu buổi nói hơi nhiều rồi, đang giận. Ổn vẹn, sàn đông. Tôi cứu một cái đã. Fire in the hole. Double kill. Bị cái gì em sai? Bomb has been planted at B site. Flash bomb. Cái gì bạn ơi? Ôi, đã 36 kill rồi ạ. Nhanh quá. Đã thua là tôi không bắn sniper được. Smoking grenade. Mà sniper cũng ngon. Nhưng mà nếu bắn đấu đơn thôi, bắn C4 thì có vẻ nó hơi bị thua thiệt một tí so với 3Z. Phải đi trước đi. Luôn sợ cái đéo em. Tôi chỉ bắt cống cho anh em đúng một lần này thôi nha. Tuy là mình bất lợi nha. À, tôi chỉ cho anh em này. Rào đang có này, từ từ à. Mình sẽ chậm khoảng 3 giây nữa. Đó. Rốt lắm.
đi vào điều khiển sống mẹ rồi lại còn cố bị nhá ở đây ạ. Tao lên, tao phải lên là vừa. Fire in the hole. Smoking grenade. Bomb has been planted at B site. Fire in the hole. Flash bomb. Smoking grenade! Smoking grenade! Smoking grenade! Flash bomb! Fire in the hole! Fire in the hole! Be safe in sight! Copy that. Thắng rồi! Fire in the hole! Flash bomb! Smoking grenade! Bomb has been planted at B. Ôi! Kéo được à! Dịt mẹ! Tôi đặt tâm quả đấy đặt lỗi quá! Nhưng mà không sao, thắng rồi! Lạc. Ôi, bộ ấy được ấy, bộ CFS mới này ngon đấy các bạn ạ. Ngon thật sự luôn. Nhưng mà mình chỉ khen ngon khi mà nó trong tay một người bắn tốt thôi. Đấy. Còn các bạn bắn dở hay không, thì ngon, súng ngon hay không thì đều do người bắn hết thôi à. Miss you, Jane.